Qua anh hai. Có cái mộ anh hai. Có cái mộ. Dám vô không? Có cái mộ. Mà giờ bác tài dám vô không? Vô lại bác tài, hai anh em mình nắm tay. Nắm tay vô bác tài. Vô, từ từ. Qua. Wow. Có hai cái ngôi. Có hai cái ngôi mộ anh hai ơi. Hai bên. Hai, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên một cái đồi, người ta gọi là cái đồi lăng. Đồi này là đồi lăng, nó nằm cạnh cái thác Cam Ly luôn. Hai anh em mình trong cái chuyến trải nghiệm hôm nay thì anh em mình mới vừa phát hiện được một cái ngôi đền. Một cái ngôi đền nằm tuốt ở trên đồi mà hình như là mình thấy là nó cũ lắm rồi, nó hoang sơ lắm rồi. Không biết là có người ở hay là không. Hôm nay anh em mình sẽ lên để mình trải nghiệm coi ở trên này có những cái gì nha. Hy vọng là sẽ không có gì. Nói chung là nếu như mà những người linh thiêng ở trên đây á, nếu như có linh thiêng á thì nói chung là phù hộ cho con. Lên đây chỉ tham quan thôi. Ok, bây giờ mà mình mời mọi người theo chân mình lên trên cái đồi coi có gì không nha mọi người. Đó, cái đồi đó nằm tuốt ở trên đó đó mọi người. Bây giờ hai anh em mình sẽ leo lên trên đó. Leo lên trên đồi. Hả? Đợi thú gì? Đừng bỏ xa hồi hộp. Anh. Cái này nó dốc cao lắm nghe, đi. Nó trơn lắm. Dốc lắm luôn rồi. Nó trơn lắm luôn á. Trên này là có một cái lối đi mòn đi lên nè mọi người. Có một cái lối đi mòn thì tất nhiên là sẽ có người lên. Sẽ có người đi lên đây. Mình đi nhanh nhanh mình bỏ anh hai lúa luôn. Đây là cái đường mòn này. Đường mòn này thì mình nghĩ là cũng có nhiều dấu cho người đi lên đây á. Không biết cái đền này là cái đền gì nữa. Wow, nằm trên đó kìa mọi người. Cái đền này mình nghĩ là người ta bỏ qua ăn khá là lâu rồi mọi người ơi. Thôi lội từ dưới lên đây đắm đuối luôn. Đây nè, cái này là mình nghĩ là lúc trước người ta xây một cái chòi bây giờ người ta dỡ ra. Cái chòi đó anh. Người ta xây cái tháp cái chòi. Chòi đó nhưng mà giờ lâu năm quá. Thấy. Đi vòng vòng lại từ từ vô. Ở trước cổng. Này. Trước cổng có hai sư tử luôn bác tài ơi. Ê, cái đường lên. Cái đường xuống kìa này. Mà cái đường nó đóng gồng ghiêu khá nhiều luôn rồi. Chắc cũng lâu lắm rồi không có ai lên đây. Không ai lên. Cho nên trên đây lên trên đây lạnh lắm mọi người ơi. Nó làm như nó có mang một cái hơi hướng gì đó, nó tâm linh hay sao á. Rất là nặng nề. Đây nè, tự nhiên ở đây. Ở đây có 4 5 viên đá. Mà ở đây thì có đốt mấy cây nhang nè mọi người. Đốt mấy cây nhang nè. Đốt cây nhang đây. Không biết cái đền này là cái đền này tên gì. Giờ mình đi chung đi các bạn ơi, đừng đi riêng các bạn ơi. Hồi hộp quá. Bây giờ mình sẽ tiến vô bên trong thử coi. Ở trong cái đền nó có cái gì nha mọi người. Cái đền này thì
được viết bằng chữ Trung anh Hải ơi. Làm sao mình cứ đọc cái chữ đó. Dần đây đi. Còn có gì nếu mà không xong mình biết viết đường chạy ra. Dần có chạy ra đường nào. Đây. Cái này là cái bia mà khắc chữ Trung không à. Vậy là cái nền này của người Hoa đó. Cái nền này của người Hoa. Đâu mình đi dài qua bên hông bên đây. Vậy là cái đền này là của người Hoa mọi người ơi. Cho nên là hiện tại bây giờ người ta bỏ qua khá là lâu rồi. Bên kia có một hòn đá lớn kìa, nó giống như một cái bia mộ vậy đó mọi người. Chắc có lẽ mình không qua bên đó đâu. Bây giờ mình sẽ tiến lên trên để coi có cái gì không nha. Qua wow, anh hai. Có cái mộ anh hai. Có cái mộ. Dám vô không? Có cái mộ. Mày giờ bác tài dám vô không? Vô lại bác tài, hai anh em mình nắm tay. Nắm tay vô bác tài. Vô, từ từ. Qua. Wow. Có hai cái ngôi. Có hai cái ngôi mộ anh hai ơi. Hai bên có hai cái ngay giữa có một cái. Luôn. Ngoài sau mà có một cái ngôi mộ nữa kìa. Vậy là ba cái. Ba cái mộ. Cho con vô thăm má chút nha ông bà ơi. Sao bây giờ nên vô hay là dừng lại bác tài? Bây giờ xin phép ông bà mình vô đây phá. Vô đây mình đốt cái nhang đây anh hai. Có nhang không? Trên đó kìa. Có hả? Rồi vô đây mình đốt cái nhang. Vô đây mình đốt cái nhang đi. Chắc có lẽ là trên này có nhang nè anh hai. 1, 2, 3, 4 bốn cái nhang anh hai. Ba cây. Bốn cây, bốn cây. Ba cây sáu. Cây này nữa nè. Rồi, bốn cây chú. Đốt luôn đi. Đốt giùm anh luôn. Đốt giùm anh luôn. Đây rồi, cũng là mình có mọi người đến đây. Cũng là mọi người còn. Không, cái cái. Ở đây mọi người đã lạc mà. Qua cái hét ở này là hơi lâu rồi đó bác này. Giờ mình đốt mấy cái nhang đi rồi mình sẽ mấy cái nhang xong rồi mình sẽ review cho các bạn xem tiếp nha. Tìm theo con bà ở đây cái nha. Ở đây em nghĩ là mộ của người Tiều á anh hai. Mộ của người Tiều á mà cũng của thuộc dạng như dòng tộc đồ đại gia đó anh hai. Cho nên cái ngôi mộ này nằm giữa cái đồi. Mộ cái nhà mộ này nó lớn thiệt anh hai. Mộ này rất là bình chán luôn, nhưng mà bây giờ chắc có thể như con cháu đó, đi làm ăn xa sao á ha. Chia hai. Hôm nay con tới đây con tham quan. Con là hai lúa Cà Mau, giờ cùng bác tài vô lốc đến đây tham quan. Đốt cho ông bà cho con review này lại cho khán giả xem. Một chỗ một cây anh hai. Ở ngoài sau này là cái ngôi mộ khá lớn nè. Cho con xin phép những cô bác ở đây cho con xin phép tham quan một chút. Cho hai anh em con xin phép tham quan review lại cho khán giả xem nghe không bà. Ê, cái này không phải ngôi mộ anh hai. Cái này là cái bia. Cái bia. Vậy là hai ngôi mộ chính là ở đây. Mình cũng không có biết là ông hay là bà. Bên này là ông, bên đó là bà. Bên này là người năm
qua cái một cái đền khá là lớn luôn mọi người. Một cái đền mà nằm giữa một ngọn đồi lớn như vậy nè. Nằm giữa một ngọn đồi lớn như vậy nè mọi người. Không biết là đền này của ai. Không biết cái nhà thờ tổ này của ai. Nhưng mà khá là lớn luôn. Tường thì xây bằng đá không à mọi người. Ok mọi người, thì hai anh em mình thấy trên ngọn đồi có cái ngôi đền lớn thiệt là lớn, mà thấy dường như là người ta bỏ hoang khá là lâu. Cho nên là hai anh em mình mạn phép lên đây trải nghiệm thử coi trên này có gì lạ không. Nhưng mà thật ra đây là một cái nhà mồ khá là lớn của người Hoa mọi người. Toàn là mình thấy là ghi chữ tiếng Trung không à. Cho nên lên đây mình xin đốt vài cây nhang. Ở trên này có hai ngôi mộ. Mọi người biết cái ngôi đền này tên gì, mọi người comment dưới video cho mình biết nha. Rồi ok, có lẽ video mình xin kết thúc tại đây thôi mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha. Bye bye.